Ngày 23 tháng 8 năm 2019, Đảng ủy Tổng Công ty Thuốc lá Việt Nam đã tổ chức sơ kết 3 năm thực hiện chỉ thị 05 ngày 15 tháng 5 năm 2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh nhằm kiểm điểm những công việc đã triển khai, đánh giá những kết quả đã đạt được và xây dựng giải pháp để thực hiện tốt hơn nữa về việc học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh. Trong 3 năm qua, Đảng bộ và các cơ sở đảng trực thuộc đã bám sát sự chỉ đạo của Đảng ủy khối doanh nghiệp Trung ương, vận dụng sáng tạo, linh hoạt và chủ động triển khai thực hiện các nội dung phù hợp với tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của tổng công ty và các đơn vị, chỉ đạo chặt chẽ việc tổ chức học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh theo phương châm trên trước, dưới sau, trong trước, ngoài sau, học đi đôi với làm, tuyên truyền sâu rộng, thường xuyên liên tục có hệ thống các nội dung chủ yếu về tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh để cán bộ, đảng viên, quần chúng học tập và làm theo, lãnh đạo chỉ đạo tổ chức tốt các đợt học tập, quán triệt chỉ thị 05 trong toàn đảng bộ, các cấp ủy đảng trực thuộc nghiêm túc quán triệt, triển khai chỉ thị 05 tới từng chi bộ, tổ chức cho toàn thể cán bộ, đảng viên xây dựng nội dung cam kết thực hiện học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh phù hợp với nhiệm vụ chuyên môn và chức trách nhiệm vụ được giao.